đây là một cái công đoạn trong cái phần kết cấu phần trên. Sau khi mình thi công xong cái phần thân bệ trụ xà mũ thì cái việc gác cái chiến dầm Super T đã được đúc sẵn tại bãi đúc dầm lên phục vụ cái công đoạn thi công tiếp theo là thi công cái mặt cầu. Cầu cái này là cầu chuyên dụng với cái sức nâng, nó sức nâng rất lớn, sức nâng với cái trọng lượng của cái chiến dầm này nó rơi vào tầm gần 70 tấn. Với cả hai con cầu này là có cái sức nâng của nó là trên 130 tấn cả. Do đó là cái để đảm bảo an toàn nhà thầu cũng dùng cái cầu có cái sức nâng lớn hơn so với cả là cái hồ sơ được duyệt. Cái người điều hành bằng cán bộ kỹ thuật sẽ điều hành chung cho cả hai cái cầu cùng thực hiện đồng thời để hai cái vị trí hai đầu dầm là vào hai vị trí gối là đồng thời đảm bảo cái sức chịu tải và cái độ an toàn trong quá trình cầu lắp. Dầm là cái kết cấu chịu lực chính của cái cầu, do đó là cái việc công tác thi công dầm để phục vụ cái việc thi công bản mặt cầu sau này là nó cũng rất là quan trọng. Tôi là tất cả các bên là cố gắng phấn đấu là thi công xong tất cả các hạng mục bệ thân trụ của các trụ dưới sông là trước tháng 4 năm 2022 và sẽ đến tháng 6 năm 2022 là sẽ tiếp tục thi công hạng mục kết cấu phần trên. Trong cái thời điểm dịch bệnh Covid này thì với cái sự nỗ lực của nhà thầu từ là huy động máy móc thiết bị tập kết về công trường rồi để nhân công và đảm bảo thì đấy là một trong những điều kiện mà giúp cho dự án mà có thể đẩy nhanh được.